Mày dám bắn thắng tao không? Xin lỗi à, tao phòng solo nè. Tao đi mày. Rồi, mày. Vô, mày đó. Này, sẵn sàng đi. Vô. Thông minh rồi. Nè, tao không thua mày đâu. Rồi, em muốn trước nè. Hụt đi. Sao không hụt được? Ôi, con gà. Trời ơi, tưởng mày sao không hụt. Ở tao là còn khỏi thôi mày. Ơi, anh cũng mắc hụt mà nói em hụt con hụt nè hụt nè hụt nè hụt nè ui hụt nè hay 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 em chết luôn coi nè anh Thành hụt hụt kìa ơi hụt nè sao quá gạo anh ơi. Ê mà sao sát thương của mày mạnh dữ kìa. Thì tại anh không chịu cài lực chiến thôi. Mà em nghe nói là tháng 6 này Genny Mobi có nhiều điều mới lạ lắm á nha. Mới là mới sao? Thì bet mới nè, thêm tính năng đấu địa vật chiến nữa. Là sao mày? Nghĩa là đấu vui, vui nào thắng được cộng 500 điểm thuộc tính toàn vui luôn. Còn cái bí điển là sao mày? Là dung luyện mạnh bí điển để tạo ra sách bí điển. Sau đó nâng cấp thuộc tính tùy vào loại sách. Vậy tao phải gán cài mới được. Các bạn hãy nhanh tay tải game Genny Mobi về chơi chung với mấy anh em mình nha. Link thì mấy anh em mình để dưới phần mô tả, bạn tải về chơi nha. Các bạn nhớ nhập mã code này vào để nhận nhiều quà lớn nha. Chơi gì mấy đứa? Genny Mobi nè anh Phú. Trời, thích chơi với cái trò chơi tuổi thơ này hả? Trò này chơi hơi bị hay luôn đó anh Phú. Sao, muốn thích chơi trò chơi tuổi thơ đúng không? Đúng. Bây giờ anh có ý tưởng này quay cho các bạn xem cũng như là cho mấy đứa tham gia những cái thử thách tuổi thơ nè. Trò gì anh Phú? Bây giờ muốn biết trò gì, đi với anh rồi biết. Đi nha các bạn. Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Thì sau cái thử thách đá banh vừa rồi đó các bạn, cái trận bóng đá thế kỷ của mấy anh em mình đó, dạ. Có rất nhiều bạn đề nghị với mấy anh em mình tiếp tục làm cái series thể thao mà được nhiều người yêu thích. Thì cái thử thách thể thao nào mà được nhiều người yêu thích nè? Đá banh thì mình mới làm đây. Mới làm cái sầu xong. Đánh banh mình cũng mới làm luôn. Làm trước đá banh luôn. Giờ làm gì nữa ta? Mình cứ suy nghĩ Phú Anh coi cái môn thể thao mà được nhiều người yêu thích là môn gì ta? Đúng rồi, đá gà đến Phú, môn đá gà cực kỳ nhiều người yêu thích luôn. Mày phát biểu lên tao lên tin mày. Mày thích đá gà không? Mày tin là mai tao cho con gà mày đá trong nồi luôn không? Mày chưa đền gà cho tao đó, ở đó mà đòi làm mấy con gà của tao. Ngày mai tao bắt con gà mái dầu mày tao cho lên nồi luôn. Mày mà bắt con gà mái dầu của tao á, tao lụm hai con gắn bù hạp của mày luôn. Con gắn tao mất là tao mày đó. Con gà tao mất là tao mày luôn đó. Rồi xong chưa? Tôi nghĩ sao mà mang gà đi đá môn thể thao được nhiều người yêu thích à? Hả? Nhiều trò lắm, để coi coi, để anh suy nghĩ nè. Ông Mạnh Kha. Gì? Sao hồi bữa đá banh á, đội kia đá mà anh cứ né không hả? Biết sao hôm qua kìa nó có đá trời giáng sao đỡ được. Bởi anh né mới thua đó. Anh Kha mà không né mấy chơi đó mà anh Kha ăn vô một cái là no luôn á. Hay là mình làm cái thử thách bơi lội ta? Anh Hút. Hay là mình chơi chết bờ được không? Sao vậy? Dạo này em hay bị chuột rút lắm. Chơi dưới nước chuột rút hả? Đúng rồi. Không ổn rồi. Có rồi. Cái gì? Nhìn nút. Cầu lông đi. Cầu lông trên bờ. Hả? Được. Cái trò đó mà mấy anh mình chưa làm mà mấy bạn cũng yêu cầu nhiều nữa các bạn. Được không? Dạ đúng luôn. Ok, vậy bây giờ sao ta đánh theo kiểu cá nhân hay chia đội? Chia đội đi. Chia đội. Chia cầu lông đánh. Chia cầu lông là đánh theo đội là đội hai người đúng không? Đúng rồi. Cái sừng bự trẻ anh kêu chạy một thằng sao nổi luôn. Rồi ok, chia đội. Bây giờ mấy anh em mình sẽ đi chia đội và bắt đầu làm cái thử thách đánh cầu lông cho các bạn xem nha. Ngay bây giờ, đi thôi. Let's go. Rồi, mấy đứa tập trung lại đây, bắt đầu lắc xí ngầu chia đội nha các bạn. Cho anh hỏi nè. Mấy đứa có muốn ra cái sân chuyên nghiệp ngoài kia đánh cầu lông cho đã không? Thôi thôi. Sân ngoài đó nóng nực chứ lại ra tới đó mệt lắm Phú. Cũng bữa mấy đứa đòi hỏi ra đó đã đời rồi với đứa than thở là sao? Nay chơi sân vườn nghiên Phú ơi. Sân vườn là sân gì? À, sân nhà lá vườn Phú. Nhìn cái vụ sân nhà lá vườn. Người ta là cây nhà lá vườn mà. Trời ơi là trời. Chơi sân này ha. Dạ. Sân này đẹp rồi. Đây mấy em mình thiết kế một cái sân phải nói là đạt tiêu chuẩn quốc gia, đạt tiêu chuẩn quốc tế đó nha các bạn. Nhưng có điều đánh nó hơi nghiệp dư một chút xíu. Các cô công nhận sân này là sân của tụi anh em mình làm luôn. Sân này mới phải đúng không? Vừa nói cô công nhận luôn rồi. Ok. Lên nguyên cái bảng bự á, cái mình để tên Anh Ba Phải. Một đông là thôi. Rồi các bạn lên Google gõ sân Anh Ba Phải rồi nó sẽ ra. Ghê. Rồi bây giờ cho hỏi nè, muốn tự bắt đội hay là lắc xí ngầu? Lắc xí ngầu hơn xui đi anh Phú ơi, cho công bằng.
với lại sợ mà bắt đội thì nó cũng không công bằng quá anh Phú ơi. Không phải play đúng không? Đúng rồi, không phải play. Rồi, chờ lắc xí ngầu luôn, ok không? Rồi, ok. Này có anh Độc Lạ các Định Thành tham gia này nha các bạn. Độc Lạ Việt Nam. Bộ hộ anh Độc Lạ không lấy được cái giải, không có tiền dẫn ai đó đi, đi dẫn bạn gái đi chơi. Ném nữa anh đi này, ném nữa phát biểu lên tên nữa nè. Đi nhà nghỉ vậy không? Vô đó làm gì chồng? Dạ. Vô đó làm gì chồng? Thì mùa hè này nè, vô trong nhà nghỉ bật máy lạnh lên cho phà phà mát đồ, sẵn tiện thể thao giường chiếu rồi đó anh Phu. Anh Thành bậy quá. Anh thích nó 20 cái. Rồi. Làm đi tại chỗ. Phát biểu linh tinh. Giường chiếu à. Kha là chơi chơi tung nơi. Anh Kha. Bữa em thấy anh Kha dỗ con gái vô cà phê tum. Cà phê tum mới đúng mày ơi, cà phê tum vậy. Rồi tum đúng không? Tum nhỏ nhỏ đúng không? Rồi bà hai đứa tum luôn. Tum xuống luôn đi. 15 cái thục dầu. Đâu bữa đó em Kha đi chơi với gái. Tôi nói anh Kha không nói nhiều. Nó bậy à. Nhìn phút em nói không mít đâu. Gì? Anh Thành không mít lén lén đi vô luôn. Lẹo mát rồi anh Phú, anh thấy coi gọi lại mà. Đi ra. Hai chục cái nè. A few moments later. Rồi lắc xí ngầu nha, xí ngầu đâu? Để anh Phú. Lắc đi em. Cho anh lắc lắc đi. Mệt lắc trước. Anh nói cho cưng nghe luôn nè, cưng nhớ cái clip đá banh chứ không? Cưng đã hối hận khi không bắt anh không? Lần này cưng là phải là bồ của anh. Bồ của anh. Không, đồng đội của anh. Lắc xí ngầu mà sao biết chung đội hay không? Em chắc chắn là chung đội với Nguyên rồi. Lắc đi em. Gì đây? Khởi đầu an nè. Wow. Lúc nè. Ai trùng số hoặc là gần số nhau nhất sẽ là đội của nhau. Sao em muốn Nguyên lắc luôn không? Không. Rồi nhả em. Em không hả? Được không? Hai người một đội nha. Ở đây chúng ta có bốn đội các bạn. Ba nốt. Tiếp tục. Được rồi. Không phải mình dân cao cấp đâu. Kệ luôn đi cưng. Một ba năm rồi đúng không? Rồi quên em. Rồi qua bên anh em. Cái gì mà rung chứ hả? Cái gì rung chứ hả? Hả? Tại không đồng đội em cho nên rung á. Rồi trời ơi, hắt em lên đi. Đồng đội anh là chắc rồi. Bốn nốt. Bốn ngàn năm đúng không? Qua năm đi em. Em á, em đi qua bên Thành đi. Chưa biết đâu có người năm nút. Ừ đúng rồi, ai năm nút thì trong đội Thành. Chứ gần nhất là quên rồi nha các bạn. Chung đội với anh Thật. Làm sao? Đừng hai nút luôn. Nào. Rồi ra đây. Không thèm nói chưa. Rồi tiếp tục. Em luôn. Rồi nhanh về đội của Thành đi anh. Lẹ đi, nhân đội Thành nha các bạn. Cùng em nha. Nay đặc cấp của chúng ta không có thể nào bảo bọc nên rồi. Một rồi, chúng ta mới ra. Tuy hòa thương. Anh em mình liên kết nào. Wow. Wow. Đời thằng này không vô một nút đâu. Đời thằng này không vô một nút đâu. Một nút. Một chút nữa ba người sẽ lắc lại. À đù. Tiếp tục. Năm năm nữa mày lắc lại nữa. Trời, dễ gì vô 5 nút. Ta đâu. Vậy có nghĩa là cưng không muốn 5 nút đúng không? À, 5 nút liền nè. Lỡ đẳng như 1 nút xanh luôn. 1 nút thì tôi lắc lại. Mày 6 nút rồi. 5 nút liền. Ôi. Ghê. Đẳng đây đẳng cấp cỡ nào cỡ ha. Đúng là đẳng cấp liền. Đẳng cấp luôn. Rồi nhả. Lắc lại luôn hả? Nhả lắc rồi mà đúng không? Bây giờ nè. Ôi nhả qua đồ của Nguyên. Đúng rồi. Trời. Đúng rồi. Ba người này ai lắc trùng số trước thì tất nhiên trùng đội với nhau trước, đúng không? Theo thứ tự mà. Còn một người lạ. Số này một nút đúng không? Em một nút em qua đây. Em với đẳng cấp nè. Rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Chỗ này chưa? Ai bị cưng lắc sau chứ? Hồi nãy cưng đòi lắc đầu, cứ là cưng đi trước thì chung đội với ngân rồi đúng không? Sao? Hai người đến sau là sẽ chỉ được được quyền nhường người đến trước thôi. Biết em đang cưng. Rồi. Là bốn người lắc lại anh muốn. Đâu lắc lại, xong rồi đó. Trời ơi. Ở đôi đó. Mấy này dở dư trời. Cái gì mình không biết, mình phải hỏi chị Google. Cách đánh banh chuyên nghiệp nhất. Ê lộn. Đánh cầu chị ơi. Và sau đây là một số cách đánh banh hay. Trời lộn trời. Lại. Cách đánh cầu lông chuyên nghiệp nhất. Và sau đây là một số cách nhổ lông vịt nhanh nhất.
Cái gì vậy trời? Hỏi đánh cầu lông mà sao giặt lông vịt? Cách đánh cầu lông chuyên nghiệp nhất. Và sau đây là một số cách nhổ lông vịt nhanh nhất. Thôi nghỉ luôn đi. Hôm nay chịu gồm lắc cái gì vậy trời? Hỏi đánh cầu mà toàn ra vịt không vậy? Anh cho mấy đứa 15 phút để dệt cầu với nhau trước khi vào thi đấu chính thức. Dạ. Ê, coi bọn đẳng đánh được á hay mày? Bồ tao mà. Này là anh tha lấy cái giải chắc rồi. Trời, xin lỗi mày à, đội tao có anh Bình Dương kìa. Đúng. Mày nghĩ anh Bình Dương đánh nổi hả? Sao không? Tao với anh đẳng chấp anh Bình Dương luôn. Mang cái gì vậy? Nước. Đi đánh cầu mang theo này chi ba. Trời ơi, hồi bữa mày nhớ cái clip đá banh không? Bữa đó tao đi tao quên đem bình nước theo, cái mẹ tao coi clip đá banh á, thấy tao không uống nước gì hết trơn á, nên mẹ tao chửi tao. Hôm nay tao phải đem nước theo nè. Với lại mẹ tao nói á, phải đem nước theo uống chứ không là ốm yếu gầy vô xương. Mà bữa hổm tao cũng có uống nước rồi mà mẹ tao không có thấy tao uống nước. Tại bữa anh Cagamen đâu có quay đâu. Nên hôm nay anh Cagamen nhớ quay em uống nước nha em Cagamen. Mà thôi, giờ anh quay em uống nước luôn đi. Cầm những cái nắp đi. Tháo ra cái. Tại nhà mà không có con dây cột kia. Mời các bạn uống nước, mời mẹ uống nước nha mẹ nè. Nước nè mẹ. Ủa? Mà hôm nay mẹ múc nước ở đâu mà nước nước kỳ kỳ sao á? Mà thôi con uống nước rồi nha. Uống đi miếng nữa mà. Ok nha mẹ. Rồi sao giờ này giờ xong chưa? Rồi. Tập trung lại đây. Vô luôn rồi. Hãy cử ra 4 người làm đội trưởng của mỗi đội và bắt đầu quấn tù xì cho đội quấn với mình. Đội em có mình em của gái chắc chắn em là trưởng. Anh Thanh Nhường con gì? Quá để con trai rồi anh lớn rồi ra đội trưởng bao bọc các em rồi. Đúng không? Kia tao chiêu. Em nhường anh á. Lên tù xì với Nguyên đi kìa. Lên. Rồi 4 người vô quấn tù xì nè. Vô anh em. Rồi 4 người. Nè. Chú ý. Cái gì vậy? Nhiều ga ớ xì mà. Tù xì mà vô đánh bây gì? Tù xì ra cái gì ra cái gì? Người thắng được quyền chọn. Quá chót luôn rồi. Cây kiếm à. Quá vậy nè anh Phu. Anh tính sao? Cây kiếm. Lội luôn. Cây kiếm. Bây giờ mình loại nó sẽ không công bằng. Đúng rồi em ra cái kim mà không tao nổi mấy bạn nghe cái đó là cái kim luôn. 20 cái là tỉnh liền. Cái kim mà ngón tay thân thiện của cưng. Cái ngón tay đó rất thân thiện đối với anh em nha. Anh Phú giờ em tính gì nè? Không có tính gì, không có nhiều. Bảo bên rồi xong. Rồi. Để tao xì cho mẹ. Rồi. Làm lại. Rồi, thật cái bao. Không có đó là do quà nó cho lại mà. Rồi, quán đồ xì ra cái gì ra cái này. Rồi. Kẻ thua. Ủa? Ủa? Kẻ thắng. Cái buông à. Sorry anh, sorry cưng. Mày đánh dài. Rồi cưng chọn đôi đánh. Người thắng được quyền chọn nha các bạn. Chọn đôi tao nè mày nói nhiều. Cầm anh đánh. Rồi. Đôi anh sẽ đấu với đôi kẻ qua bên kia. Còn hai đôi còn lại sẽ đấu với nhau. Ôi chơi đây. Kỳ quá. Ít đất mỏi tay sao đánh nổi. Cái tội ra tụi bậy tụi bạ. Cái kim đó luôn. Cái đó cái kim cưng đó hả? Cái kim. Ủa tụi xìm có cái kim đâu đó nữa. Có. Hay quá ha. Mà sau đây là trận đầu tiên của đội Ghẻ với anh Kha với đội Thành Lát nha các bạn. Để xem ai là chiến hết mình nha các bạn. Xem nha các bạn. Vào thì ngày hôm nay mình và anh Quỳ Phước Đẳng sẽ là trọng tài bắt ngày hôm nay nha các bạn. Thì đội bên đây là anh Nguyễn Tấn Thành và chị Thanh Ngân nha. Trung thị Thanh Ngân nha các bạn. Số 7 nha các bạn, Thanh Ngân là số 8. Các đội của chúng ta nghe anh nói đây. Mỗi đội sẽ đánh với nhau 15 điểm. Được chưa? Đội nào thua bị loại trực tiếp. Đội thắng sẽ đấu với đội thắng để nhận về giải nhất và giải nhì. Và giải thưởng lần này dành cho đội thắng cuộc trị giá là 5 triệu. Về nhì 2 triệu. Về ba 2 cái giọt. Không có giải. Ở đó mà 2 cái giọt. Sẵn sàng chưa? Giao câu. Khoan. Em biết giao cầu không? Sao đúng? Em đứng ngay đây em phải giao qua cái ô của Ngân mà. Ủa chứ không phải là qua lưới sao anh Phú? Không có nồi hỏi biết luật không biết thì giao cầu vậy đó. Ok. Rồi một điểm cho đội Thành Lát, không có lại khái niệm, không có khái niệm lại. 15 điểm đó nha. Tiếp tục em. Hay quá. Hay quá Nguyên ơi. Alo Ngân ơi. Dương không.
bạn. 2-0 rồi nha bạn. Tỷ số đang là 2-0 rồi nha các bạn. Tiếp tục đi em. Trời ơi, nha các bạn. 2-0. Liệu đội của kẻ này. Trời ơi, ngân ơi. 1-2. Em đánh cái gì vậy hả? Giật ra anh Phú ơi. Giật ra cái gì? Trời ơi, cầm chắc cái vợt vô, quăng trúng người ta sao? Nguy hiểm quá anh Phú. Sao ghi, sao ghi? 3-2. 3-1 chứ. 3-1. Em đánh vợt mà em không cầm chắc cái vợt, em quăng luôn qua người ta là sao? Mày lấy con keo mày quấn luôn cái vợt vô tay mày luôn đi. Không, mày quấn vô hai cái tay mày luôn. 3-1 giao cầu. Ngoài rồi, đánh nốt bên ngoài luôn các bạn. 4-1, tiếp tục. Thôi đánh đi, đừng có gãy em. Ngoài ra ngoài trong nha các bạn. 2-4, đưa cầu bên kia. 2-4, đập, hay quá, hay quá. Hay quá lên đây, hay quá, đến ra ngoài luôn rồi, hay quá. 3-5. Chính xác, 3-5 em. 3-5, chào Quyên, Black, Quyên rồi. Hay quá anh ơi, trong rồi. Cái gì vậy anh, sao bỏ lỗ em? Tưởng ngoài ơi. Trời ơi, tưởng ngoài hả? 4-5. 4-5. Tiếp tục. Anh ai chạy? Ngoài. Năm đều, một chặng ở đây nè. Năm đều ơi. Hay quá. Ây da. Không qua lưới này các bạn. 6-5. Tỷ số là 6-5 nghiêng về đội của Thành Lát nha các bạn. Giao cầu. Ồ ghê, ghê. Trời ơi trời, bà Ngân của tôi. Quá trời quá đó, bà đánh gì kỳ thế chứ. Trời ơi trời. 6 đều ơi. 6 đều. Biết cầu. Ok, cầm cầu tuyệt vời. Nhục. 7-6. Ghê chưa? Hay quá. Một pha quất nguyên cái vợt vào đầu. Không, có sao không em, có sao không em? À, anh Nguyên cái vợt có sao không? Không sao thôi, em ổn. Ổn quá, ok. 8-6. Cố lên em. Bụng loại trực tiếp đó. Hay quá anh ơi. Úp ca. Ngoài ơi. 7-8. Tiếp tục em. Hay hả? Bay lên. Đánh mạnh lên em. Ồ đánh kìa, ê sợ là cầu đau hơi nhiều, đánh nhẹ nhẹ chứ hả? 8 đều. Ghê. Ây da, 9-8. Cố lên. Dạ trái thôi. Ê đây. Cái gì em, bên này người ta thắng mà em đòi giao cầu hả? Tỷ số đang là 9-8 nha các bạn. Thật, xuống đây nè. Xuống đây đi. Có lẽ rồi bộ đang rung rồi. Thôi. Rồi, ba xếp cầu rồi, con ghẻ. Mà ghẻ có con chưa xi dương. Dương rồi. Dưới đây. Ba xếp cầu rồi. 98. Rồi vô. Hơi lâu nha em. 98. Vâng, vững mắt cầu luôn. Đập lên. Hay quá anh ơi. Hay quá, bỏ lỗ luôn, bỏ phá bỏ lỗ. Thanh lên. Quay quay quay, bỏ phá bỏ lỗ của anh. Quá đỉnh. Chạy không kịp đâu. Nãy anh kêu chứ chơi mà. Anh chạy lên đây không được đâu, không kịp. Chạy gì không biết. Rồi để em chạy lên. Dưới này nè, xuống lên đi. Ừ. Thấy cầu đâu, anh xuống dưới em lên. Thôi lúc đâu vậy? À, chúng ta có em đi rồi. Ừ, anh xuống dưới, anh lên, em xuống dưới, hiểu không? Ok. Ok. Bên kia thắng, giao cầu bên kia em. 9 đều. Lúc đâu nó bỏ lên rồi. Nguyên anh lên. Nguyên đúng không? 9 đều. Cầu đúng rồi. Hay. Trời ơi. Quay luôn. Ok. Một pha đập cầu ngoài có lát nha các bạn. Không chứ. Ra ngoài em, làm gì vô sinh ra ngoài vậy? Ở ngoài xanh nha, không có chỗ xanh nha, tiếp tục. Mấy lần không? Xích lên mới đúng chưa? Không chính phải không? Không chính. Đứng theo ok trên kia. Thôi đưa cậu này thắng chưa? Nè nhớ nè, anh chạy lên, anh chạy xuống. Anh chạy xuống, anh chạy lên nha. Nhớ chưa? Được không? Ok.
Mày cầu nhìn trên kia, lát đập luôn anh. Dừng. Đập đi, đừng bỏ lộ nữa. Đập đi, đúng rồi. Ngoài luôn. Nè nè, anh về lại sao em phải lên trên chứ. Hồi nãy anh kêu em là anh ở trên thì em ở dưới nè. Nè em ở dưới gọi em phải lên trên đúng không? Thôi ok. Cậu bỏ đi lùng đùng rồi, không biết phải xử lý như thế nào. Nãy kêu lên trên đi xuống dưới ngồi. Chịu trời ư là trời. Không chịu em luôn mà. Không sao. Hay quá. Ghê đập. Hộp. 1-0 nha các bạn. Đưa đưa cậu bên này cái gì hả? Lộn gì em quy cầu kìa. Được không? Em quy được mà. Tiếp tục quy cầu. Ơi. Rồi xin lên đi. Rồi vô nè. Em quy kỳ lắm. Thôi. Rồi khỏi chối. Vô đi. Rồi không. Khoan, trọng tài ơi. Gì? Anh không? Anh thấy gì đó bất ổn đây nha. Dạ. Anh cầm hai cây anh đánh luôn đi chứ anh chỉ gì anh qua đây biết đi hướng nào anh đánh luôn đi. Thôi cũng á đừng ghi đi. Thôi ok. Anh chơi bằng tính luôn đội nào. Rồi ok. Đội. Vô gì vô gì. Giờ nước nè. Giờ nói chung là muốn quánh sao quánh đi anh khơi. Ok. Được quánh đúng luật đồng hoàng chứ quánh sao quánh. Quánh đúng luật nhưng mà em muốn quánh sao quánh anh đừng chỉ đạo em. Ừ. Ok. Rồi. Tài lan người ta chỉ cho còn không chịu nữa. Quyết cầu. Mấy rồi? 1-0 đúng không Phú? Đúng rồi. Tỷ số đó là 1-0 nha các bạn. Trời ơi trời. Mưa quá anh luôn quá hay kìa. Trời ơi. Okay. Anh không nữa rồi. Anh đã đúng tên em hả? 2-0. Tỷ số đó là 2-0. Chỉ còn 3 trái nữa thôi đội của anh Độc La sẽ chiến thắng nha các bạn. 2-0. Cố lên. Đúng rồi. Trời ơi trời. Thành lát kèo cái gì thành lát. Trời ơi đánh cầu lông mà thấy bực dùm luôn. Thấy khó chịu dùm luôn á trời. 3-0 như lát. Tỷ số là 3-0. Còn 2 điểm nữa thôi. 3-0. Cầm giật cứng trong quốc. Đúng rồi. Hay quá. Có lực rồi. Quá rồi. Quá luôn. Rồi xong luôn. 1-3. Thôi là mày hả? Con gỡ mà đây. Nhượng đi. Chơi mà anh nhồi nhớ. Vậy thôi. Đây 4. Một pha tự bóp với tùy chí của. Ủa có hành lang. Không có lỗi. 4-1. Rung mà em, rung là cũng thua à. Rung rồi. 4-1. Pha tự bóp. Một pha tự tiếng gì ra gọi là tự bóp hả? Vô. Hay. Tự hủy, một pha tự hủy. 4-1 đi nha các bạn. Rồi. Cái gì? Đây. Đừng đánh nữa rồi. Ai cho đánh hai cái? Cái gì? Ai cho đánh hai cái? Không có miệng sao vậy từ đây. Đôi của Thành Lát đã bị loại ngay vòng này nha các bạn. Và đội chiến thắng ngày hôm nay đó chính là đôi của anh Kha và Thần Ghẻ. Đánh cái gì ở trời? Thành đánh như mèo quào anh ơi. Ờ, ê, đây Đặng ơi. Thiên này. Cuối cùng này làm cho Ngân bị loại luôn tức hả? Em tính sổ nó sao? À, tính sổ nó sao nha. Giờ thôi mình bà. Quang. Thôi Đặng ơi, cái này tao không muốn thắng đâu. Mày láo không? Đặng Kha quýnh căng quá, Ngân khó đỡ. À thằng này láo, qua kiếm chuyện với tao mày luôn. Còn tao đánh với mày rồi. Xong mày gọi mày với anh Kha, anh Bình Dương nhớ đỡ nha. Mình đợi mình với anh Kha thắng. Quá chiến này mày. Lần sau á anh khối đi. Em tại em kiểu anh chỉ định em là em quýnh không có được. Em cứ theo ý anh mà ký của em quýnh khá là hay. Và sau đây là tiếng nói truyền hình đến từ của đài phát thanh An Phải TV. Và hôm nay là một trận quần vợt khá là kịch tính giữa đội người Anh cả Đông Nam Á, đó chính là Campuchia và Lào. Hai bên của chúng ta đang sử dụng những cầu thủ nhập tịch khá là chuyên nghiệp. Bên trái của tôi đó chính là anh Sisu Lee. Ông đang tên gì? Yasu Lee. Eliza Gon. Đỏ đỏ sọc. Chữ đỏ là sọc là Mama Ozawa. Kiki Kulak. Kiki Kulak. Kiki Kulak nha bạn. Hôm nay mình sẽ bình luận trận đấu có 1-2 này. Rồi sao? Giờ cầu xong chưa? Được rồi. Bước vào vòng thi đấu chính thức luôn nha. Để xem coi đội nào sẽ bước vào vòng chung kết đánh với đội của anh Độc La và Thần Ghẻ của chúng ta đây. Yo phía xa, mấy kinh trời xanh, có chim bồ câu đang bay về. Băng nghe, thầy lắng nghe bạn ơi, những con
xin thần ôi. Nhớ mai nhớ mai Sài Gòn sống theo. Sài Gòn ta nhớ em thương ngát trời. Này mà tan hơi, cùng nhau ta hớp phăng lên. Rock Sài Gòn. Hai đứa làm trò vậy? Yeah. Yeah. Hôm nay bạn anh sẽ gắt cho đội bạn nghe. What the hell? Đội bạn làm gì mà có tuổi ăn đội anh. Yeah. Sao yeah. Nghe anh Phú nói không? Sao mày hết đàn vậy? Mày nghe anh Phú nói không? Mà hai đứa làm mồi vậy anh Phú? Vậy người ta kêu vô bước vào cuộc thi đấu mà hai đứa làm gì vậy? Trước khi vô cuộc thi đấu anh cũng phải có tiết mục gì biểu diễn cho mọi người xem chứ anh Phú? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi bạn. Mày xong chưa? Rồi. Vô nha. Quá trời rồi. Ở bên này có tiết mục gì không? Sao anh Phú? Bên này có tiết mục gì không? Bên em không cần hành động, chỉ cần vô lụm. Thể hiện cái trình đẳng cấp của mình thắng là được đúng không? Vô. Xài ơi, kỳ nọt nha. 15 điểm và trận thi đấu của chúng ta ai giao cầu trước? Chấp luôn, trong anh kia luôn. Chấp luôn nè. Chấp luôn. Giao cầu. Quả đã quá. Hay quá. Cái gì? Đang nhảy lực chưa? Chưa. Cái gì? Đang nhảy lưng cút không cút kìa. Thì sao cứ lấy cái cây đó cứ gãy lưng như vậy? Cái con của người ta cứ chọn vô nó móp nó trong mấy đời sau. Lại. Xin lỗi cái giờ đi. Dạ xin lỗi. Ừ. Dạ. Không, tại vì bên này đang gãy cái lưng và cái vợt, rút cái vợt ra không kịp, thông cảm cưng. Trận thi đấu của chúng ta bắt đầu. Quyết tiêu, dẫn xuống quyết. Quyết luôn. Quay. Cái đó mày nhảy bye bye rồi, mày lên trên kia to lắm. Thì đánh cầu là phải, tất nhiên phải đỡ rồi. Rồi, hai đứa về dỗ. 1-0 dành cho đôi của nhà ngáo. Khoan, hợp nó bổ xíu. Mày qua đây. Thấy mày đánh về không được rồi. Quá, nãy nhanh cho đụng cầu luôn á. Mình nói với bạn rồi, mình sẽ hành cho nó 8-0. Thằng đi nói sẽ làm. Chứ quay đi đâu mày đi đó. Qua anh ấy quên không chơi phát nào, các bạn có thể xem lại tình huống đấy. Anh ấy đã sử dụng tuyệt chiêu của Thiêu Lâm Từ là hắn đẩy xe bò nha các bạn. Cái tội là màu vâng. Tao thấy mày đánh về không được rồi. What, nãy giờ tao cho đụng cầu luôn á. Ừ không đúng. Thôi không sao đâu, trận này để tao làm đội trưởng cho. Tao chỉ huy đi đâu mày đi đó. Câu giờ là bị ấy nha, bị thẻ vàng nha. Mày xuống dưới đứng đi. Chừng nào tao kêu nhảy lên hả đánh. Thằng mới vô là phải hai thằng đứng hai bên song song chứ. Nghĩa là tao rồi xong chưa? Trên đây tao bắt nó cho. Rồi ok rồi. Tiếp tục giao đem, bị nó cãi nhau kệ luôn. Không bắt chấp luôn nè. Rồi mày. Rồi 2-0 dành cho đội vàng áo. Lỗi. Dạ, dạ, anh nghe bà anh ơi. 2-0. Rồi chưa? Giao cầu. Mày 2-1. Nhưng mà Sài Gòn châu em. Wow. Sài Gòn ta đó em vui ra rồi. Hai. Dạ mấy anh thông cảm nhiều cái coi. Rồi về đi. Lẹ. Mất thời gian quá. Bấm kia là bấm thời gian lẹ coi. 1-2. 3-1. Rồi. Cái gì hả? Cái cầu người ta nhiều khi rớt bên kia sao cứ chụp vậy? Đây. Em đứng đây mà. Ai cho nhưng người ta phải để rớt nha, cứ chụp cái gì? Cứ chụp lại cho mày. Có trọng tài qua đây. Bạn đi muốn đi nhắm qua đây đúng không? Thôi chụp trò là sai. Bên này một điểm nữa. Hai đều. Yes sa. Mày. Rồi ông nội. Rồi được rồi, được ông nội. Hát đủ rồi. Đánh đi. Tỷ số đang là 2 đều. Tiếp tục. Quay. Quê nhanh, phải dùng tuyệt chiêu, quê này phải dùng tuyệt chiêu mới ăn được cái lũ. Hai bên rất là... Em quê cái gì vậy? Có lột dao này về luôn hả? Dạ. Không gì luôn. Quên mà không lấy nhiều, ba cái điểm. Quê cái kiểu gì lạ lùng vậy? Thôi, nói nhiều anh hiểu rồi. Nói chung quê sai kỹ thuật, trừ điểm, 3-2. Đàng hoàng, luôn. Cái gì quá? Nó đập ngay giữa thì vậy thôi. Lấy gì? Vô em. Tỷ số 2-3. Dạ. Rồi, này đi nhóc. Tỷ số 3 đều em. Rồi. Riết rồi trọng tài đi làm người đi nhặt cầu lông luôn các bạn. Đánh đồng hoàng tử tế rồi, lầy cho dự vô mà thôi, mất giải thưởng 5 triệu nè. Này bắt, quê à? Ồ, giải thưởng 5 triệu mà nó lại nhây kìa các bạn. Ừ, không qua. 4-3, tỷ số đang là 4-3.
Hay quá. Nope. Hay à. Rồi, tỷ số 4 đều các bạn. Chưa đậu mà. Game. Đây đây đây. 4 đều. 4 đều hả? Quá đỉnh. Vơ ngoài luôn. 5-1. Quay cho con khác đây đi. Hai em, xin cái cho nó sợ. Được rồi. Được rồi. Ủa, 5-3 chứ hả? 5-4 luôn. Đội bệnh non quá, kiếm đội khác mạnh mạnh lên xíu thôi. Rồi, 5-4. Quá, quay. Hay quá quay. Hay quá, cố lên, đấm luôn, đấm luôn. Đấm luôn. Cái gì vậy? Hay quá quay. Wow. Wow. Rồi rồi rồi. Anh hư cái mệt rồi. Có sao không? Ơ quên bên này hỏi bên này. Có sao không em? Không, em té luôn chứ. Hên quá, té không anh vừa hoạch vô đầu rồi. Bên kia làm gì vậy? Bên kia. Trận đấu này khá là căng thẳng nha bạn ơi. Chứ tính là mình Vinh Ca với lại Ngân Viên mình thì không căng thẳng hết. Vô thắng luôn. Xem tủ. Thắng mình cứ tỷ số đang là 6-4, giao cầu. Gì nữa? Kiếm đội nào trình độ hơn được không? Đội bên đây non quá. Gãy gãy gãy. Cái làm gì hả? Cái làm gì hả? Đánh một mắt khó đánh quá, giờ che hai mắt đánh nhường luôn chứ giờ sao vậy? Tự nhiên đánh một mắt khó quá che hai mắt. Có, là sao? Cần có cái gì đó nó sao? Em nhường luôn mệt quá. Nhường gì? Vô. Cái đó bên này muốn làm gì làm đi, đánh đi Hoàng. Lấy giải thưởng 5 triệu gừng. Wow, những đường quyền. Ê. Sai rồi, quê bên kia kìa cưng. 5-4. 5-6. À 5-6. Để mà điểm anh Gian hả? Rồi. Hay quá. Nắp quyền, dính xuống quyền. Rồi. 6 đều. 6 đều. Có lắp quyền ở trong này nữa đó. Vô. Tiếp nào. hay quá nhở. Trời ơi, Đặng vợ quá Đặng ơi. Tỷ số là 7-6 nha bạn. Tỷ số là 7-6, tiếp tục em. 7-6 rồi. Có lần 2. Nhở ơi, giao cầu gì kìa nhở. Cúp luôn đi em ơi. Để mày. Mày thấy luôn nè, mày qua đây. Rồi. Hay quá Đặng ơi. Đè câu, đè cái gì? Đúng quá. Đúng rồi. Hay quá. Mày đều. Mày nữa đây, để tao nguyên. Trời ơi. Em mà câu giờ là tôi cho thẻ vàng hoặc là thẻ đỏ em ra khỏi sân nữa nha, một người đánh luôn đó. Ghê ghê. Cái đánh vậy thôi. Nè. 8-7. Trời ơi. 8-7. Tiếp tục. 8-7. Tập trung nè. ghê. Rồi, rớt luôn cái cánh tay vô nhà rồi. Bên này sao cứ nhảy qua đây dữ hả? Quên nó trời. Tám đều. Rồi. Tám đều. Quê. 8 điểm. Chưa mà. 9-8. Vô rồi. 9-8. Được câu. Thôi. Tao quê đó. Tao chưa đâu quê mày. 9-8. Sai. Ủa, em không biết luôn, nó quê qua em đâu biết nào thắng lấy được. Được đây. Cưng quê sai. Chính đều. Quay mày. Rồi. Nhanh đây. Tiếp tục. Đều gắt mấy trái coi cho. Một mắt ra lại luôn, quê mắt một cõi luôn đi. Rồi sai luôn. Cưng quê qua quê chứ sao cưng quê qua nhà. Lộn. Lộn, thắng lộn mấy trái nữa thua luôn em. Rồi bây giờ nghiêm túc đánh được chưa? Nghiêm túc. Bên này nghiêm túc được chưa? Ok anh Mu. Đánh giỡn không à? Ừ. Chơi cầu không? Nãy giờ ông giỡn nhiều nhất luôn á. Đánh đi. Nghiêm túc đi. Không chính. Giao cầu. Chính. Hay quá. Chết. Chạy. Quay thôi. Rồi sao? Không giao cầu đi. Lại chơi khỉa quay đó. Nè, quên à. Đỡ vô. Không đều. Ngoài. Một không? Không. Ôi, mất liền. Em nhỉ? Nó đi. 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 Nó đ
Quýnh nó luôn à, quýnh nó luôn. Đứa coi, đứa coi. Lan thì nhìn đang ngồi đó, tôi bắt nó khỏi luôn. Đứa quýnh em, đứa dài hỏi. Đứa dài hỏi. Vô, đội bạn chưa quýnh em kìa. Vô gì mà nhờ vô quýnh lộn. Cưng không có liên quan gì trong này luôn á. Hai bên đang tranh chấp nhau, nó qua nó lại, tôi cứ nhào vô cứ quánh. Tôi quánh em kìa. Cưng là người phát động ra chiến tranh này, cưng phải chịu và này ra ngoài kia 30 cái đất nữa. Tốc độ. Tốc độ. Nó không có quánh em nữa kìa. Làm đi. Anh nhào vô anh đánh người ta, anh đừng nói nữa. Thực sự là mình giỡn hơi nhiều á bạn. Bây giờ trận này mình không thể nhường được nữa rồi. Anh em thì mình nhường mấy trái thôi. Mình không phải quýnh võ đâu các bạn. Các bạn biết đó giờ mình chùm quýnh cầu rồi. Nếu mà các bạn nào có thể thấy anh em mình coi những trận đá banh siêu kinh điển ấy, thì chắc chắn sẽ biết anh em mình chùm đá cầu. Bỏ lộn chùm đá banh. Bây giờ hôm nay đá cầu đánh cầu thì chắc chắn mình sẽ tới mộ các bạn ơi. Là các bạn cứ yên tâm nha. Đó thì một xíu mình cầm giải thưởng lên cho các bạn coi. Nếu mà không có thì hôm nay mình khỏi cầm. Vậy đi. Tỷ số đây là 1-0. Nhớ gì? Nó khẹ nguyên cho nó đang miếng bay vô một khúc đó. Cái gì? Ai ơi. Nó khẹ nguyên cho nó đem vô. Ủa khẹ nguyên có khẹ cưng đâu hả? Có khẹ cưng đâu, khẹ nguyên mà. Khẹ giống như khẹ nguyên vậy thôi. Anh ký rồi cưng bây giờ. Về vị trí. Nãy giờ khẹ rất là nhiều. Tiếp tục. Tỷ số đang là 1-0. Cẩn thận đi, cẩn thận đi. Giải thưởng đang canh kề rồi. Chúng gì em quê qua bên quê là sao đây? Em phải quê qua nhà. Một đều. Hay quá. Xong rồi. 2-1. Bỏ đi. 2-1. Giao cầu. Hay quá. Trong vậy các bạn. 3-1. Đưa đây. Cầu đây. Vừa cháy thôi các bạn, vừa cháy mức, vừa cháy vật mức. Đưa cầu đây. Cái gì vậy? Thành Thành kêu khích em. 1 lần nữa nha Thành. Tỷ số đó là 3-1, biểu cầu. 3-1 ơi, 2-3. Tao. Nghe đừng có phục dưới nữa nha. Tao đã chơi nghiêm túc thì chắc đổ bển 10 cái xác. Dạ. Mẹ. Rồi. Cái gì vậy? Ê. Sau lưng mà, sau lưng. Sau lưng gì người ta quy cầu đang nguyên mắt mà, cứ mắt gì? Ủa quy qua mà. Trời ơi là thôi. À, em không biết. 3 đều. Nguyên bắt xong rồi mới ai đó cũng được. Tí rồi. Không biết luật sao vô chơi đến cầu lông. 3 đều nha các bạn. Có mày. Thấy chưa? Có đội bạn. Lẹ đi. Mẹ mày. Quả thượng thẻ vàng nha. Ê đánh bên nhã nè. Hù. Hay quá. Tỷ số là 4-3 nha các bạn. 1 điểm nữa thôi, cố lên nhá. 4-3. Rồi xong rồi. Đội của nó đẳng cấp với là thương đúng rồi. Ờ bắt đầu mới thấy nghiêm túc rồi nha. Dạ. Chuột rút. Mày nghĩ cái gì? Mày phải cầm cái này đè lên nha. Chuột rút hả? Cái gì? Tao bị rút cái tay tụi mày bẻ cái vô. Giục cần ra rồi. Ôi trời, sao giục cái giờ của tôi? Ê, bẻ vậy đúng không mày? Có khi gãy tay. Ai à. Giờ bẻ sao? Nắng. Nắng thôi luôn. Chuột rút tụi mày bẻ cái gì? Rồi nè. Có gì hả? Bóp miệng chuột, bóp miệng chuột. Lấy hai tấm gạch nắng lại. Rồi mà coi trên cái gì? Hồi đó tao để ngược nên để tao bẻ cho. Nắng cái gì? Nắng bị chuột rút mà nắng cái gì? Mày làm như mẹ xương vậy. Cứ làm như bị trật khớp bây giờ nó bị chuột rút mà. Để đó, để đuổi xíu lên hết à. Phúng. Đó em coi trên người ta đánh cầu lông anh Phúng. Người ta bị trọng thương là tao lấy hai cái vợt. Tao rảnh. Nó đang bị chuột rút kìa. Hình như là mày nạp mày bẻ lên nó. Xương người ghen muốn. Không không, nó cơ tới căng gơ gà, nó căng phòng cái cơ tay mình. Rồi đợi tiên thủ vô đây. Được chưa? Được không? Dạ, có cần nghỉ ngơi không? Ha, được rồi, được rồi. Đang gác cái điểm á, đang gác một điểm á. Vô, hai cầu thủ đi anh Vũ. Cái gì cầu thủ? Mày là vô không? Vô. Thanh niên kia đâu có mặt thế nha. Cái đống nào không có dấu răng ngoạn hết trơn á. Nhắm chuột cái gì ở đâu? Mày đứng chuột không? Mày thua rồi đó. Em đi ra ngoài cho người ta quánh. Sao? Nhậu được tinh thần chưa? Còn điểm cuối cùng đó em, cắt tiếp đi. Bên này sao? Sao chưa? Sẵn sàng. Còn điểm nữa thôi các bạn.
Đừng đổi bên anh Phương. Không có đổi bên, điểm cuối mà đổi bên rảnh quá. Không có đổi bên cái gì. Thành ơi. Một can. Vô đi. Vô. Vô là. Vô là. Ôi, ôi. Cô lên nhà. Ngoài. Trời ơi trời, đánh cầu lông mới đợi ngoài. Tỷ số 4 đều. Hai điểm nữa. Hai điểm nữa. Lê đêm, mất thời gian, tốc độ đi. Cô đi, cô đi. Hay quá. Rồi, rồi. Xong rồi. 5-4. Cố lên, hai điểm. Sao mày ơi, em còn điểm nữa. Dương. Tiếp tục em. Ba ơi. Cấp nè. Quay. Lại không đều được các bạn, bắt buộc phải đánh hai điểm nữa nha. Thôi. Cố lên nhở. Năm đều. Khúc cuối này gay cấn quá nha. Hay quá nhở ơi. Hay quá. Hay quá. Quyên ơi hay quá. Nope. Rồi. Rồi, một điểm nữa, còn một điểm nữa. Tiếp tục. Màu tiếp mà lỏng. Giao câu. 6 năm. Mày tôi. Cố lên em. Ơi. Ơi da. Chưa qua. Như vậy là đội thắng cuộc. Ủa, đều rồi hả? Rồi, 6 đều. Tiếp tục đi qua. Sao cứ đều quay vậy? Rồi. 7-6. Tiếp tục. Tiếp tục em. Hay quá. 7 đều. Hay quá nhờ. Đáng cấp. 8-7. Quen chỉnh cái này thôi. Ai sẽ đổi trình phố? Không có đổi bình thường. Người ta đổi bình thường mà. Chạy cái tay con coi rồi đừng có dài. Rồi sao? Giờ nhảy đúng không? Đứng đây kìa. Rồi. Anh tính trừ điểm nha. Thì cứ quê đi. Điểm cuối cùng đó quà. Đừng có nhảy nữa cưng. Giao câu. Giao câu. Cúp nè. Hay quá. Quay. Quay rồi. Ngoài rồi. Quan, bây giờ đây này có hai trọng tài biết nào. Ngoài hay không? Ngoài và người đôi thắng cùng em nay đó chính là đôi của đẳng cấp và hoa tươi. Chúc mừng đôi em. Yeah! Pizza magic say. Những con chim bồ câu. Được. Hay lắm nghe. Nghe bạn ơi. Hay quá. Rồi bước vào trận chung kết để giành giải nhất và giải nhì luôn nè. Khà nhớ chiến thuật hai anh em bàn với nhau chưa? Ok cần. Cứ vậy mà làm. Ok. Vô nào. Ê Hoàng, nhớ anh độc lạ đánh mạnh lắm mày. Để tao, anh độc lạ hả? Cớ anh độc lạ tôi chấp 10 người với anh độc lạ. Trời ghê chưa? Mày cứ đánh đi để tao lo độc lạ cho. Ok. Phục thù tôi nha hai người anh em. Ok. Phục thù. Ok. Anh hỏi đôi bên này nè. Dạ. Sao luôn? Nãy giờ mấy đứa đánh tình như vậy? Nãy giờ mới 20% thôi. 20% là đánh gì, đánh thiệt tình đó hả? Đánh thiệt tình còn 80% kia giỡn. Nhây giỡn cho đâu bạn vui thôi Phúc. Chứ bây giờ mấy anh em đánh thiệt nè. Rồi vô luôn em. Mình đã thất bại rồi các bạn à. Mình đã thất bại rồi, bây giờ mình sẽ bình luận trận đấu chung kết này nha các bạn. Mình tức đồng đội mình ghê vậy. Đã bàn chiến thuật đá đời rồi, cứ vô giành không. Mấy bạn, cái môn này không phải là môn chính của mình. Mình mới gặp đá banh thì mai ra còn ăn. Bữa đá banh thua mà. Buổi trưa nắng hiểu không? Thôi bây giờ mình tập trung vào trận đấu bình luận này nha các bạn. Sau đây là trận quân trò của cấp thiếu nhi. Bên tôi là Hành Lát Tuấn Thành sẽ bình luận cho trận đấu này. Bên này chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bước vô luôn nha các bạn. Ai giao cầu? Ai giao cầu? Bên này giao cầu hay bên này? Tôi xe đi. Chung kết mà lấy giải thưởng năm triệu mà. 1, 2, 3. Ai thua? Vẫn thua. Ai thua? Em đưa cái kéo về rồi luôn. Bây giờ mọi người thôi. Hai rồi. Mẹ. Ok đi. 1, 2, 3. Rồi, dễ giao cầu. Sẵn sàng. Đánh. Hay quá. Quay, 1 điểm dành cho đội đẳng cấp. Tiếp tục em. Đây là thiếu niên cấp A. Bên kia là thiếu niên cấp B. 2 điểm. Cứ đừng có bắt, cứ bỏ luôn. Bỏ luôn là anh rồi. 2 điểm dành cho đội của Hòa Thương. Bắt đầu giao cầu. Ngoài không? Check cam.
Thì sau khi check ba thì ngoài ra sau này có nói cho ba trong đúng ba phải luôn á, ngoài biết chơi không? Một hai vô giao cầu vâng anh luôn 3-1 tỷ số đó là 3-1 và bây giờ thanh niên cu đen vâng là bao rồi sao mới tung ngọc đòn đập cực kỳ là gắt nha các bạn nên là đâu thủ không đỏ nổi hay quá ghẻ ơi 3 đều dành cho đội của anh Độc Lạ và thằng ghẻ anh vô cho 3 đều để đánh căng thẳng xíu đó tiếp tục em chưa ngoài rồi 4-3 tiếp tục em 4-3 cố lên anh ca ngoài 5-3 ấy 4 đều sorry chúng ta đếm đều đó ây da hay quá tôi đổ một cái mà vâng 1 điểm nữa dành cho thiên nhiên sống à 5-4 nha bạn 5-4 để trừ đi chứ của hoàng đồng hòa thượng nha bạn cực kỳ đấy tiếp tục phát cầu tỷ số là 5-4 sao chưa đâu bạn đánh nhiệt tình chưa nói chuyện gì cà lâm luôn đây đánh nhiệt tình xíu chứ bên này đánh sao người ta ấy luôn kìa người ta góp ý luôn kìa mới gác có điểm mà gáy dữ ha thấy chưa các bạn đang cả hai bên đội đang sử dụng những câu thuật ngữ để diss lại nhau để đánh ta vào tâm thần tinh thần của đối phương để ta đánh vâng và đánh tiếp tục giờ là cái chuỗi hay anh đánh tôi đỡ vâng 5 đều đồ bạn đánh nhiệt tình chứ đánh gì vẫn giảm không giỡn hoài trời tiếp tục à có đánh trúng không mà có đánh trúng không chưa em chưa trúng chắc chân em chưa nhưng mà chưa trúng vô tình anh luôn phải quay cho đúng cái ô này mấy anh nha 6-5 hay quá anh luôn tỷ số là 7-5 tao Trời. 7-6 à 6-7 tỷ số là 6-7 nha các bạn đánh đàng hoàng đi đẳng ơi không chạy không luôn bây giờ tỷ số là 7 đều bình tĩnh thôi 7 đều nè lúc anh Kha phải xa chậm quá tìm bạn non thế 8-7 cúp luôn hay quá 9-7 chuyện tên bạn của Huy anh mừng cái vài lần nữa là hư luôn cái bộ giờ của ta dục tay không đủ tiền đền bộ giờ đâu em dục tay đi tôi em thắng cái này em đền cho anh bộ giờ luôn đúng ừ 9-7 chớ câu mày đi 8-9 xin chúc mừng đội em đang gỡ gạt lại điểm số và đang giành rút ngắn điểm số rồi cố lên em buồn em buồn quá buồn gì nữa đội bạn mắc không được chứ nào em buồn gáy một cách gáy có vẻ rất là xỉ nhục đâu bạn bảy rồi đó nha bắt đây nhanh bắt đi quả thượng đang khịa đội bạn khá là nguy hiểm không biết quả thượng có ăn nguyên cây giật vào mồm hay không bạn cũng chờ xem nha tỷ số là 0-7 nói chung là ra ngoài đó 8-1 giao cầu ngoài luôn này hay quá bắt hộp và anh luôn anh không biết động tác giả cơ người ta đánh hơi cưng đánh hộp thì cưng nói đài đi anh hên 2-8 tỷ số 2-8 anh chị với cổ đội hòa thượng nha các bạn và mình đang đón chắc chắn đội hòa thượng sẽ chiến thắng cái trận chung kết này nha các bạn cùng chờ đó chờ xem nha anh đang không bị lưỡng nữa hả mỏi miệng quá mày ơi cướp quá luôn hay quá
Trời. Dữ quá. Đang ngon lành. 92. 92. 92. Anh hai tay có bị nẹo anh cả. 39. Lấy cái bàn đá rồi bàn tọt đi ra ngoài. Bắt đầu tọt đi ra ngoài. Tiếp tục. 39. Còn 2 điểm nữa qua. Đáng phát. Ok, tiếp. Mày rồi rồi không ba, tỷ số đang dần rút ngắn cho đội của thằng ghẻ và anh độc lạ đây nha các bạn. Không ba tao bắt chứ đánh đâu ra ngoài vậy ghẻ anh Phúc ơi, tay tay bạn mì nỉn hết rồi. Rồi 40 điểm cuối cùng đẳng cấp cách tiếp đi. Vâng, đội em đang gọi rồi. Yeah! Wow! Yeah! Anh chặn mình. Nó bắt đầu ra làm em giật mình. Lần đầu tiên em gặp cậu đinh nó thúi hình mà xịt dầu thơm. Yeah, thật ơi. Yeah. À, sao không anh mừng chứ rồi bà? Sao đây là chứ? Giải nhì. Và sau đây là cho tiền giải bàn tay vàng và cho anh Hòa thưởng nhé. Giải nhì với anh Vung. Tay vô. Sao? Giải nhì với anh Vung. Thì đúng rồi, đội cân thua bên đội kia thì bên kia giải nhất, bên kia giải nhì. Mà giải nhì có giải không? Hồi nãy nói sao? Hồi nãy giải nhì gì vậy? Bao nhiêu ta? À, chào anh quên rồi. Anh chỉ nhớ giải nhất anh chưa thôi. Em nhớ rồi anh Vung. Như 5 triệu á. Bảy à? 2 triệu. Giải nhất 5 triệu. Giải nhì 2 triệu. Đúng rồi. Giải ba có cái vợt đem về. Mà hai em đứng lên. Nãy giờ thấy mấy thanh niên này đánh ngứa tay quá nhỉ các bạn. Vô biểu diễn cho các bạn coi vài đường cầu nè. Xong chưa? Bước vô. Mình sẽ đấu với đội vô địch ngày hôm nay nha các bạn. Một mình anh chấp hai đứa luôn. Vô. Phát ở cầu đầu. Và một vợt sẽ đấu với hai vợt nha các bạn. Chấp luôn. Ok ok mời đi. Thôi chấp. Chấp luôn. Ờ rồi. Rồi bên kia sẵn sàng chưa? Sẵn sàng luôn. Rồi bên ngoài có ai bắt kèo không? Em bắt bên lợn đắng. Bắt bên này luôn rồi. Em bắt anh nhanh phu. Mày nghĩ tao đi theo mày à? Tao qua rồi anh kia à? Đúng rồi. Ừ. Ờ, ai cũng bắt đồ của đẳng cấp với Hòa Thượng đúng không? Hey, anh em anh mà. Ok. 6 đứa kia hãy đợi đấy. Coi nè, 5 điểm nha. Coi. À, ai 5 điểm trước đã thắng. Ok. Okay. Vào. Em trọng tài đi. Ừ, cứ trọng tài. Ok. Cứ trọng tài thêm đi nha. Ôi. 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 Hay quá anh Phu ơi. Ôi. Ôi. Anh Phú chạy không nổi bạn ơi. Khoan khoan đi anh Phú. Được. Bây giờ anh bỏ dép rồi thì chạy cho nhanh. Okay. Mang dép thôi chạy nhanh được. Láo. Đội này láo. Láo quá. Từ đây. Phát cầu. Hay quá anh Phú. Hay quá anh Phú. Đây. I win. Một đều. Mày hả mới. Một đều nha bạn ơi. Đi rồi. Này thì đấu vô địch nè. Ấy, vô địch nè. Vô địch nè. Cho chồng. Ngoài anh quá. 2-1. 2-1 nha các bạn. 2-1. Wow. Win nha bạn ơi. Yeah. Hai đều. Chuẩn bị có mì cay với trà sữa nha bạn ơi. Bên mình có 3 người ăn uống cho đã. Dạ. Yeah. Anh thấy rồi hả? Ôi. Ui. Cúp cái gì? Vu. Ơi, hay quá anh ơi. Cúp cái gì? Hay quá anh ơi. Wow. Win ơi nha bạn ơi. Ba em cũng vui nha bạn. Đó. Thấy chưa? Hay. Tiến được đó. Hay. Đó. Chọn nha. Hay quá anh ơi. Chọn ơi. Wow. Ba đều rồi. Còn sao vẫn còn đều, còn điểm là còn gỡ. Yên tâm, anh sẽ lấy mì cay trà sữa về cho hai đứa. Ok anh Phú. Thôi đánh vừa vừa thôi, già rồi mất công lão quá. Ok, gãy đi. Anh chị sao nó rất là món hàng hò thôi chứ không sợ gì đâu. Ba đều. Quá quá. Tuyệt quá anh ơi. Trái cuối kìa. Trái cuối đội bản kìa. Hay. Ba ơi. Bốn đều. Bốn đều. Trà sữa mì cay nha. Tám. Anh Phu. Hay quá anh Phu.
Nguyên ra ơi. Thôi không nói nhiều. Thôi ba anh em mình chiều nay có mì cay chờ sẵn ở đây với anh. Bởi gà và bị thịt gáy các bạn. Thôi ơi. Hai năm điểm trước thắng mà. Chứ thắng mà. Trời không phục không? Không phục đúng không? Phục không? Quánh hai điểm cuối đúng không? Hồi nãy 4 điều đúng không? 2 điểm cuối. Đúng rồi, quánh 2 điểm cuối. Còn điểm nữa. Còn điểm nữa anh ơi. Đúng không? Đúng rồi. Anh cho phục luôn. Rồi, không phục chứ gì. Dạ, anh thắng điểm nữa là anh thắng. Có khi nào mình thua lại không? Không. Không nào, anh muốn quýnh ghê lắm. Muốn là cái gì vậy? Về nhà thôi. Mặt làm gì? 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 Wow! Vô rồi. Vô rồi. Vô rồi. Vô 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 vô. Rồi, do gì? Vô vô. Hồi nãy mấy em cũng đánh gió vậy anh Bu, mấy em nó không chịu. Chấp luôn, rồi, vô. 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 Ghen quá. Tiếp tục. Cho phục luôn kha, cho phục luôn nè gà. Trái cuối. Hai trái cuối đúng không? Ngồi trái, ngồi trái à? Ngồi trái à? Đều. Đều rồi, hai trái. Ok. Lại. Mày là bưởi. Hai. Quà này nó được, quà này được. Quả nó được. Quả nó được. Dỗ nè. Quả nó được. Tiếp. Ghê à. Tiếp. Rồi. Rồi. Ăn hên quá ơi, ăn hên. Thôi đi. Thôi hôm nãy mình thắng rồi trời. Ê cái này không bánh dành này nha. Không mày. Hai trái tiếp. Quý làm quan nó tỉnh bắt được mà. Quý sao đứng quý sát cái đúng không mà. Đều nhé bạn ơi. Hai thắng 2 điểm thắng luôn. Rồi. Rồi. Thôi. Thôi điểm nữa, 1 điểm nữa. 1 điểm nữa ăn nha bạn ơi. Oh no. Cuối điểm cuối. Nghe đó. Nghe đó. Trời ơi, lỗ thôi. Chung đi em. Thôi anh Thành ơi, chung đi. Nhanh giải nè. Đứng lên, trời ơi. Dạy gì vậy nhấp đâu ra đây. Đôi dạy gì đâu ta. Dạy gì trước em. Đây, dạy gì. Hôm nay anh đọc lại có tiền dẫn đi trà sữa ha. Hẹn còn. Vậy. Đây, 2 triệu dành cho em. Cảm ơn. Và đội giành giải nhất trong ngày hôm nay đó chính là đội của Hòa Thương và Đẳng Cấp. Nói gì đi. Nói chung là mình với anh Đẳng là muốn tạo cho các bạn ra sự tiếng cười. Tiếng cười một sự tiếng gì đó. Tạo ra sự tiếng cười cho các bạn. Bạn ý thôi. Là có phải là mang lại tiếng cười, mang lại sự giải trí sạch chết đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Còn lấy giải là 10 nha các bạn. Cái kia 9 lại 10 hả? Rồi sao bây giờ không mấy anh lấy lại 500 ha. Còn 4 triệu rưỡi hai đứa tôi chia. Ủa sao anh muốn? Tiền thua dù gì không lẽ không anh với lại anh Kha với lại thật kẻ anh bị cay mà không cho mấy đứa gái kêu lại mấy trai kia không có anh thì cũng kỳ. Đúng rồi, anh cho con ăn cái gì? Ờ, có cho anh ăn đâu? Cho. Sao mà cho em? Hôm nay biểu thách đông chị. Để chúng cho nhé. Thôi mình chơi một đây, mình chơi chung 500 luôn. Mình chơi mình thua thì mình chịu đi. Không có nói người ta được. À, 500 nha. Dạ. Thôi nó chứ đưa đủ thôi chứ không. Thôi nó chứ. Anh lại đi. Thua lấy đi. Ngay không ngay không? Có sót đâu, có sót đâu. Không sót. Ngay rồi để em. Thôi đến đây mình cũng xin kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông để ủng hộ nam mình. Đồng thời đừng quên xếp ra khỏi của chung cương mà đi pha nước quân như vậy tính chất lượng nha các bạn. Quen nhiều thuốc cần cao nha các bạn. Mình và các em. Nói chứ mốt tổ chức lại cho mấy em phục thù đi anh thuốc. Này chưa phục hả? Thì có bà Nguyên nè, bà Nguyên là con gái. Nói rồi, thường nữa rồi. Sao, ý là em kêu anh tạo lại để em phục thù cho nó. Rồi, tại hôm nay bắt trúng bộ của bà Nguyên nè. Ý mày chơi hả? Bộ tôi đánh dở vậy, tại ông giảnh đôi bộ. Không phải, con gái thường họ sẽ hơi. Thôi bây giờ không ghi nhận bất kỳ lý do gì. Thua là thua, thắng là thắng. Thua là thua. Tạm biệt mọi người nha, bye bye.